Thưa quý vị, cùng với các vùng rau chuyên canh khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, những ngày qua bà con nông dân tại vùng rau Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang đang tập trung ra đồng để chăm sóc rau màu, nâng cao năng suất cho vụ đầu năm, đảm bảo nguồn cung rau xanh cho thị trường thành phố. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận việc thiếu hụt một lượng lớn rau xanh cung ứng cho các chợ dân sinh siêu thị sau dự Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023. Theo các thành viên hợp tác xã rau Ti Loan, nguyên nhân dẫn tới việc thiếu hụt nguồn cung này là do các vùng sâu chuyên canh không thể sản xuất được trong đợt trước và trong Tết do ảnh hưởng từ thời tiết. Tuy nhiên khoảng 2 tuần trở lại đây thì năng suất sâu đã ổn định trở lại. Ra tách là, là là ra mới nhiều bởi vì đang ra tách là rau là nó không mưa không gió nó thường là nó lồn được còn cái giờ đầu là trong cái dịp tết trời nó mưa gió nhiều quá cho nên dân nó lồn không 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 rau nó không đổm bảo nhiều nên cung cấp không đủ cho nên có cái vùng rau khác họ không về công cấp như đồ lạc đồ cái còn vùng lao tiểu long này là cung cấp không đủ vì đang cái dịp mà trong tết trời nó mưa nó gió miết đó nó ngập nó, nó không gieo được ngoài rau màu thì bà con nông dân tại hợp tác xã cũng tập trung sản xuất các loại củ quả đậu bắp để tăng thêm thu nhập Dự kiến lượng nông sản dồi dào này sẽ được thu hoạch sau khoảng chừng 2 tháng nữa. Trước cái thân thân chợ là họ đã trồng rau củ quả bông bông tái trời với là trong đó là tháng 11 là bắt đầu họ xuống hạt giống là họ đậu phồng á. À, bắp, đậu. Và ra tách là họ cút cút gió nhẹ gì mất mưa nhiều kìa. À, ra gió trời nắng lên là lập xuân là 14 gì rồi đó là tháng giêng là lập xuân là nắng ráo là họ đó là họ cút đậu, cút bắp. Trăng Nam thì có mưa là đạo cỏ nhiều chứ còn bên đây nén là đừng có bị mưa bổ nhưng đồ hay này nọ là có đọt thì không nào mà nếu mà gặp thời vụ ảnh hưởng của trời thì không có năng suất không đột giống và vật tư nông nghiệp hiện vẫn đang là khó khăn lớn nhất của người dân tại hợp tác xã rau Thi loan nói riêng và các vùng sông bầu chuyên cảnh khác trên địa bàn thành phố nói chung do một số nguồn cung bị gián đoạn đầu năm, nên đến nay vẫn còn thiếu hụt một số giống chủ lực, đặc biệt là các loại củ quả có giá trị kinh tế cao. Trừ là bà con đương tập trung làm các loại ăn lá. À, quan trọng nhất là cái loại ăn lá nó ngắn ngày, là vì trong vòng một tháng đổi lại là có thu hoạch, còn cái loại ăn quả là phải trên hai tháng. Nhưng mà bây giờ trừ là cái loại giống là giống rau cả đó, loại ăn lá thì còn rẻ mà loại quả là tiền cũng cô mà họ làm đây là người nào cũng nhiều hết cho nên cũng hơi khó khăn tuy thời tiết hiện nay đang rất thuận lợi cho sản xuất tuy nhiên ngành nông nghiệp thành phố Hóa vẫn khuyến cáo bà con nông dân cũng như các hợp tác xã thận trọng với dịch hại và sâu bệnh trên sâu màu đồng thời lưu ý sử dụng nước tưới tiết kiệm bảo đảm cho kế hoạch tưới tiêu chung xuyên suốt các mùa vụ chính trong thời gian tới